Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin hay, hấp dẫn trên kênh của chúng tôi. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Nàng dâu hoàng gia Meghan Markle lần đầu tiên lộ diện và quyết định phá vỡ sự im lặng khi chuyển sang sinh sống tại Mỹ. Ngày 17 tháng 4, Meghan Markle đã có cuộc trò chuyện qua video trực tuyến với những người phụ nữ cô từng hợp tác để ra mắt một cuốn sách nấu ăn từ thiện vào năm 2018. Meghan Markle đã kết nối với một số thành viên của nhà bếp cộng đồng Hub ở Tây London, nơi cô từng viết tựa đề cho cuốn sách để hỗ trợ tổ chức này. Cô xuất hiện giản dị trong chiếc áo phông màu trắng. Meghan cùng một số người đã trao đổi về việc thiết lập dịch vụ cung cấp thực phẩm cho những người gặp khó khăn trong cộng đồng giữa dịch Covid-19. Vợ hoàng tử Harry chia sẻ, "Tôi rất tự hào về những thành viên nữ của nhà bếp cộng đồng Hut bởi những hoạt động giúp ích cho xã hội của họ. Rất nhiều tổ chức từ thiện đang cần sự hỗ trợ. Tất cả chúng ta cần phải hợp lực lại để chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội của chúng ta." Hiện tại, về vai trò của Meghan Markle trong tổ chức nhà bếp cộng đồng Hut, cô đang làm việc với dự án Felix phối hợp cùng với nhà bếp cộng đồng Hut, nơi các tình nguyện viên sẽ bắt đầu nấu ăn tại nhà riêng của họ và sau đó cung cấp miễn phí 250-300 bữa ăn cho các gia đình ở nước Anh 3 ngày một lần. Trước đó, hoàng tử Harry cũng lộ diện khi tổ chức một cuộc chat video do quỹ từ thiện Wellchild thực hiện. Tờ Sky News ghi nhận anh đã ghé thăm hai gia đình người Anh thông qua một cuộc gọi video từ bang California trong dịp lễ phục sinh. Cuộc gọi dường như được thực hiện trong phòng ăn cạnh khu vực bếp của ngôi nhà mới mà vợ chồng Harry, Meghan Markle và con trai gần 12 tháng tuổi Archie đang ở tại Mỹ. Ngoài ra, cặp đôi còn bị bắt gặp đi dạo phố Los Angeles dắt theo hai chú chó cưng đi dạo, một nhân viên an ninh đi cùng họ. It doesn't even matter.